lấy cái cây kéo đó, cái cây gì đó. Thì mẹ kêu con làm, con được, con làm đi. Rồi xong nó bị xúc luôn rồi trời. Da tái tạo mọi người, nhà trời nóng quá, người cứ như thế ở trên má luôn. Da tái tạo là cái bông da cho mọi người kỹ nha.